thì mình không để một khác, mình để dưới đây thôi, ở dưới một khác thì ý kiến của anh em thôi. Đội trưởng đã nạp bao nạp kim cương bao giờ chưa? Chưa nạp nha, tôi chưa có nạp nha mấy ông. Ta là vẫn còn gỡ. Mày chết đi. Thôi ôi ghi tán cái chết luôn, Kula chưa kịp ánh mắt thôi. Chưa đã chết rồi, Kula bên kia, Kula bên mình còn chơi quả ánh mắt nữa, em đau thực sự. Hello, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay vẫn chưa có cái cam về nữa, em mới đặt ngày hôm qua nên là video này chưa có cái cam về nữa. Cũng đang rất là mong cái camera về để mà khi mà làm cái video này là sẽ có cái mặt của mình đó lên trên cái video ha anh em. Tầm có vài ngày nữa thôi, đang đặt về, đang xíu về đó anh em. Đó, thì khi có cam thì chắc mình sẽ xuyên livestream tí để chơi game cũng như là trò chuyện với anh em, tương tác với anh em được tốt hơn. Đấy, khi mình rảnh anh em. Anh em thấy ok thì hãy cho mình một like, share, theo dõi kênh nha. Rồi, cái chủ đề ngày hôm nay thì anh em chắc cũng biết rồi, và cũng như nhiều ông là cũng đã tham gia rồi, nhưng mà cách đây một giờ trước thôi, thì trên KOF Ultra Vinny Game, ở trên group anh em, group cộng đồng, thì có một cái bài viết đó là các đội trưởng cùng tham khảo khảo sát ý kiến. Đó, thì cái tham khảo này để coi coi cái gì đây. Cái bài chính này là ở bên bay nha anh em. Rồi, cái bài này là quà khảo sát lên đến 1 triệu đồng lận nha đội trưởng vải đạn cơ. Khi anh em làm khảo sát thì mình ông nào chưa biết thì có thể coi video này mình làm luôn ha. Còn ông nào làm rồi thì coi cho vui, bởi vì làm xong xuôi rồi ở đằng sau sẽ có những cái trận đấu rất là hay luôn đấy anh em. Ok, làm cái này trước nha anh em. Làm khảo sát nhận quà cùng KOF, các đội trưởng vô làm cái khảo sát nhẹ về KOF đồ, đặc biệt là quà khảo sát lên đến 1 củ. Một củ hả? Thử coi cái gì, quà của KOF All-Star Vina Game thì mình nói đi, quá cái mắt cả cùi ra. Không biết là quà 1 triệu như thế nào, thôi kệ, quà ri cứ làm anh em. Cách tham gia, ok, đây là một cái link khảo sát. Đó, mình để link này ở dưới comment luôn anh em. Game ở dưới luôn để cho anh em dễ tham gia ha. Rồi, ấn vô, coi gì đây. À, khảo sát ý kiến người chơi đúng không? Quà khảo sát sẽ gửi qua thư trong game nha anh em. Rồi ok, đội trưởng bao nhiêu tuổi? Ông nào bao nhiêu tuổi thì cứ khai vô nha, mình thì ở dưới. Và mẹ nó trên 25 rồi. Giới tính của đội trưởng nữ, nam, này nam nha. RID tức là cái ID trong game nha anh em. ID trong game thì cách lấy thì anh em vào trong game, anh em nhấn vào cái avatar. Rồi cái ID nè anh em. Cái ID của anh em nè, đó là cái dòng dưới này ha, của mình là 260412, ok, nhập vô 260412. Rồi, còn ở dưới này nữa nè anh em, 260412, 260412. Ship gạch dưới, đó, 11. Ship gạch dưới 11, ok, đó, vậy nha anh em. Để coi coi, 1RID là ID trong game của đội trưởng Á nha. Các đội trưởng Na đọc thấy mấy đội trưởng ghi rip ID là thích tiểu ra phải đạn là sai nha mấy ông á, ông nào cuồng thiệt cái chứ, thua luôn. Ok, tiếp. Rồi, đội trưởng thường chơi game vào khung giờ nào? Đó, thì ông nào chơi giờ nào thì tích vào cái giờ đó. Tích có thể chơi tích được 2 cái nha anh em. Tích được 2 cái nha. 3 cái luôn, 4 cái luôn, full giờ luôn. Cho full giờ luôn, vải đạn. Rồi, tích buổi trưa. Buổi trưa đã tích hơn tí à. Rồi, chưa lên cái nè. Ông nào muốn tích hết thì tích. Rồi, những khó khăn mà đội trưởng thường gặp khi trải nghiệm game. Lỗi game lag thoát trận, lỗi nạp các tổng thanh toán, tính năng không đa dạng, không có tính năng cộng đồng để kết nối người chơi với nhau. Cái này thấy đúng nè. Cái này thấy đúng nè. Rồi, cái này tích được nhiều nha anh em, tích được nhiều nha. Lỗi nạp qua cổng, lỗi trong game, game thì thấy cũng ít lỗi, ok được. Tính năng không đa dạng còn hạn chế nhiều, đúng. Phần thưởng các tính năng quá ít, đúng luôn, trời ơi. Không tạo động lực người chơi, đúng luôn. Mấy ông tích vô trong đây giùm tôi cái nha. Tính năng không tạo cảm giác cạnh tranh giữa người chơi. Không, cái này thì cạnh tranh cũng khá là ok, nhưng mà pay to win ít thôi. Phản hồi admin trên bay còn chậm. Đúng luôn. Bực mình, thiếu thông tin về các vật phẩm trong game. Không, cái này ok.
một khác. À, cái này được rồi. À, một khác thì em có thể đánh cái gì vô cũng được. Đấy, mình thì mình không để một khác, mình để dưới đây thôi. Ở dưới một khác thì ý kiến của em thôi. Đội trưởng đã nạp bao nạp kim cương bao giờ chưa? Chưa nạp nha, tôi chưa có nạp nha mấy ông. Rồi, dưới đây rồi bà mẹ ơi, đánh giá cái gì mà ghê vậy? Đánh giá mức độ hài lòng của các đội trưởng. Gói nạp, nạp gấp bội. Ok, trời ơi, đánh giá tất cả cái gói nạp nè anh em. Nạp gấp bội hả? Gói nạp ưu đãi hạn giờ bình thường. Nạp gấp bội bình thường. Lóc nhận quà. Ok, hoàn toàn thích nha. Thần tướng hạn giờ vẫn thích thôi chứ chưa thích lắm. Hồ đấu sĩ. Ủa, hồ đấu sĩ là cái gì ta? Hồ đấu sĩ là gì? Không hoàn toàn thích luôn, bởi vì không biết gì hết. Mèo chiêu tài. Ok, mèo chiêu tài thì cực kỳ thích rồi. Mèo su đúc. Mèo su đúc thì bình thường, bởi vì su đúc bán mắt quá. Athen đại gì? Athen đại mạo hiểm, tức là Athen Go á hả? Này yêu cầu một câu trả lời mỗi dòng. Ok, một câu trả lời mỗi dòng thôi nha mấy ông. Athen đại hiểm. Ok, thích luôn. Có tính năng có quà được. Cầu nguyện trợ chiến. Cầu nguyện trợ chiến vẫn thấy bình thường. Rồi ok. Trời dưới này nữa. Quá trời ta. Đánh giá mức độ yêu thích của đội trưởng với các nội dung này nó hơi dài. Anh em chịu khó coi tí ha. Tí hồi nó lộn cho anh em coi. Làm cho nó xong luôn anh em, để cho anh em biết. Đó. Ồ, mức gạo đó cái đội trưởng trên bay hả? Bình thường. Bình thường luôn. Có cốt truyện đấu sĩ hả? Không thích luôn nè. Hướng dẫn cách chơi. Không thích luôn. Có hướng dẫn hả? Boss vui nhộn bắt chen. Nói chung là bình thường cũng được. Livestream. Livestream chẳng thấy livestream luôn. Không thích luôn. Đấy, mấy ông coi, mấy ông nào admin có thể coi được video này, coi mức độ đánh giá của mình luôn ha. Rồi ông nào ủng hộ mình thì hãy cho like, share, comment nha anh em. Không phải là game mình làm mà mình chê đâu anh em, mình thấy sao nó vậy thôi. Đội trưởng thích nhận quà khi tham gia hoạt động game nào. Áo thun cũng được nè, vật phẩm trong game cũng được nè, vé xem phim khỏi, không có rảnh để đi. Khuyến mãi nạp, khi nạp cũng được, rồi ok. Ngoài Facebook ra thì đội trưởng có xem nội dung về đâu YouTube nha. Mấy ông để một khác rồi, mấy ông để chữ YouTube kênh nước miếng MOBA nha anh em. Trời ơi. Đây. YouTube kênh nước miếng MOBA. Ok. Đấy. Đội trưởng mong muốn bay có thêm những nội dung nào. Hỏi ý kiến vui chơi khi ra mắt event đấu sĩ. Thôi cái này khỏi. Thêm mini game nhận quà trên bay. Không, kết hợp với ghe livestream, bí quyết cái mọi hình, chia sẻ thông tin và các vật phẩm trong game, chia sẻ nhiều nội dung trong game nhiều hơn. Ok, vậy là gửi được rồi anh em. Không gửi nha. Rồi, khảo sát ý kiến người chơi, câu trả lời của bạn đã được ghi lại. Ok, đó là ngày mà tầm vài ngày nữa chúng ta sẽ nhận quà thôi anh em. Đó, cách là nó khá là đơn giản. Ok, bây giờ chúng ta phải vào trong game và tham gia các cái trận đấu ở trong này. Đó, thì cái khu vực của mình thì mình cũng đã nâng hôm qua đó anh em, hôm qua hôm kia cũng đã mua 5.000 mấy kim cương để nâng cho các cái vị trí lên level 20 hết rồi nè anh em. Chưa hết, còn vị trí 4 và 5 5 và 6 chứ là đang là level 14 và 10 thôi, chưa có lấy lên level 20 được. Cái level 20 để chúng ta là nâng cho là được thêm cái tính năng của cái bậc 2 nè, tính năng bậc 2 đây vị trí lên level 20 sẽ nhận hiệu lực khu vực bậc 2 của cái sắm xét cái khu vực mà anh em chọn đó nè. Bậc 2 nè anh em. Là đấu sĩ phe ta là bạo kích nè, sát thương và phá bạo kích là cộng 20%. Đó, bậc 3 là sẽ phải level 50 lận. Level 50 mới lên được bậc 3. Bậc 3 là tuyệt chiêu của đấu sĩ phe ta bỏ qua 20% phòng thủ. Sắm xét cộng thêm hiệu quả tê liệt. Đó, đang ráng lên cái vị trí thứ tư cho con Kula đánh cho nó đau anh em. Mà lên level 50 thốn quá. Cái bình này mai mốt chúng ta sẽ nhận được ở cái đấu trường nha anh em. Nên là ông nào muốn chơi trước thì có thể up thôi. Ok, vào trong phần bảng xếp hạng lực chiến đánh những cái ông top trên này cho anh em coi. Đánh ông top 4 trước đi. Táo Uni nè. Tỷ thí nha anh em. Ok. Thì cái đội hình của mình mới up được lên khác ok rồi. Cũng như là con Kula mình đã lên S-Pack rồi. Nên, ôi bên kia có Ignis luôn kìa nè. Là đánh cũng khá là dễ thở hoài, năng lượng ban đầu cao thế. Ông này đợt top 2 server anh em, nhưng mà hình như là ổng ngưng nạp rồi, nên là sẽ bị đã bị lọt top rồi.
Ui da, đánh ghê quá anh em ơi, bên kia đánh ghê quá. À, cặp Irie thần thánh nè anh em. Ui, Irie lục môn luôn nha, đừng giỡn nha. Ở bên kia đã mở là full 3 slot chợ rồi nha anh em. Bỏ kim cương vào trong phần chợ này là hoàn toàn khá là sai lầm. Mình thấy là như vậy nè. Mình vẫn chưa có mở slot chợ nào luôn. Sẽ làm như thế nào anh em? Bởi vì nó tăng lực chiến nhiều nhưng mà nó đội hình nó yếu lắm anh em. Ấy, trời ơi, sướng. Cho đánh trước luôn. Sau này có những cái slot chợ khá là ngon, ví dụ như là con Hamaru. Rồi kim cũng khá được nè, kim cũng được nè. Đấy, mình đang tích kim cương để mình lấy Amakusa anh em, và cũng như là các cái tính năng game mới sau này rất là cần kim cương luôn. Nên là nếu mà chúng ta xài thì chúng ta phải tất tay nha anh em. Trời ơi, Kula bên kia chưa hết mắt nữa, thua rồi, đúng rồi. Chúng ta phải tất tay, ví dụ như là cái quay chiến hồn chúng ta phải, nếu mà quay chúng ta phải quay là phải là 300 lần để lấy là cái full lên chiến hồn 7 sao. Và cũng như là nếu mà đua boss thì chúng ta phải có hạng từ 1 đến 3. Đấy, phải có thật nhiều kim cương nha anh em, nên là mình vẫn đang còn rất là nhiều kim cương. Nên là chưa có xài được, nếu mà mình bung ra mình xài thì mình sẽ lên được cái top 2 theo mình thấy là như vậy. Ok. Đánh ông top 4 rồi, bây giờ đánh ông top 3 rồi anh em. Ông top 2 đánh vẫn chưa lại. Ông top 2 đánh vẫn chưa lại bởi vì ông vẫn còn đang nạp tiền khá nhiều, đã lên VIP 15 rồi, ngang VIP với nhau rồi. Ngang mình thấy là ngang với cái số tiền mình nạp luôn đó anh em. Trời ghê, năng lượng ban đầu hơn mình luôn kìa anh em. Để cho đánh trước đi. Năng lượng ban đầu bây giờ mình vào mình up vẫn lên anh em. Up lên 0.2, 0.02 rồi 0.04 là bình thường. Trời ơi, Odichi của mình hẹo anh em ơi. Nghi trận này thua quá ta. Bởi vì thua cái năng lượng ban đầu anh em. Ở bên kia có Candy luôn kìa. Ok, trời ơi. Con Kula của mình nó bị phản đam anh em ơi, nó trắng cay luôn rồi. Ui da, ui da, đào quá, đào. Mai ép mắt. Ơi, đừng có chặt chết Mai nha bạn ơi, chặt chết Kula nha bạn ơi. Bên kia giáp dày quá anh em ơi. Nếu mình muốn win mình phải nâng cái năng lượng ban đầu để mình đánh trước thôi nè. Đúng rồi, búp mạnh vào. Trời ơi, tán cái con Kula ấy. Đóng băng Kula ngon. Đúng rồi, búp máu lên. Đấy, trận này hơi bị cân nha anh em. Cố lên, cố lên. Ừ. Con Kula bên kia bị đóng băng khá lâu rồi nè. Kula của mình giờ chơi thêm một quả ép mắt nữa, đóng băng thêm cái nữa mới đau răng. Đây, đó, đóng băng, ôi cha ơi, nó combo hóa giải. Ôi, tại sao nó được hóa giải ta, khó hiểu thật. Ừ, hên quá, Kula mình vẫn chưa chết nha anh em. Còn Kula là vẫn còn gỡ. Mày chết đi. Thôi, ôi, ghi tán cái chết luôn, Kula chưa kịp ép mắt, thôi. Chưa, đã chết rồi, Kula bên kia, Kula bên mình còn chơi quả ép mắt nữa anh em, đau thực sự. Ok, đó, video ngày hôm nay thì em thấy hay, bổ ích cũng như là ủng hộ cho mình. Tạo động lực cho mình thì anh em hãy cho mình một like, một share, một theo dõi kênh nha. Rồi, cảm ơn rất nhiều nha.